cho anh order một ly matcha đá xay không chà. Không. Giỏi quá cơ, chúc mừng nhá. Không sao. Có giòn không? Không giòn. Sao không giòn? Nhìn thấy ớt, chắc là không giòn đâu. Em mời chắc hơn có thể chọn ra cho em sản phẩm ngon nhất được không ạ? Chà sản phẩm nó ngon kìa. Quê chứ. Quê, ai quê? Ai quê? Quê tôi có cánh diều, quê tôi nhiều xa xôi.